người đàn ông đang chơi với con dao thép trên tay. Kết quả là dưới đáy thuyền xuất hiện lỗ thủng lớn. Lúc này cô gái đang đi qua, anh ấy liền dùng chân chặn lại, bầu không khí liền trở nên khó xử. Đúng lúc này thì tàu địch xuất hiện, bọn họ liền cải trang thành ngư dân. Cô gái còn dán thêm ria mép. Đối mặt với sự kiểm tra của cảnh sát, anh trai này vô cùng sợ hãi. Anh ấy nhanh chóng dùng mấy con giun đánh lạc hướng. Vì quá kích động nên bắn con giun đi. Thế là nó bay về phía người đàn ông và hạ cánh trên mũ của ông ta. Nhưng vị tướng quân này cũng khá chuyên nghiệp, là ngư dân à, ok cho qua. Sau đó ông ấy lại đến chỗ cô gái. Cô gái cũng rất lo lắng, cố gắng dùng lực thật mạnh, nhưng cái cán lại gãy và bay ra xa. Ôi chao, đúng là muối mặt. May mà cô gái đã ứng phó kịp thời. Sau đó cầm cái cần câu thành kính viễn vọng, tướng quân cũng không nghi ngờ gì thêm nữa, nhanh chóng đưa quân của mình rời đi. Nhưng khi quay đầu nhìn lại thì thấy cô gái đang đi vào nhà vệ sinh nữ. Rõ ràng điều này là phi lý. Thế là ông ta hạ lệnh nổ súng. Cô gái cũng đáp trả nhanh chóng, vì hỏa lực của địch quá mạnh, mà anh chàng này bảo tất cả rút lui trước và nói một mình anh có thể công tất cả bọn họ. Cô gái và mấy người cũng làm theo, chẳng nói chẳng rằng liền nhảy ngay xuống nước. Anh ấy liền lấy súng xịt nhất ra, sau đó xử lý hết đám địch bên kia. Kẻ địch cũng nhanh chóng bại trận và rơi xuống nước. Một lúc sau thì anh ấy cũng không còn viên đạn nào. Tướng quân thấy vậy vô cùng vui mừng, ai mà ngờ anh ấy liền lấy lựu đạn ra, sau đó ném thẳng vào miệng của tên tướng quân. Một vụ nổ liền xảy ra ngay sau đó, kẻ thù hoàn toàn bị xóa sổ, anh chàng kia cũng bay ngay lên trời và tình cờ bị mắc kẹt bên cạnh một đồng đội. Mấy người liền nhanh chóng kéo anh ra khỏi đất. Hóa ra là họ đi đến giải cứu con tin, nhưng anh ấy vừa nhảy dù xuống thì đã bị mắc kẹt trên cây. Thế là anh ấy liền lấy con dao ra, sau đó định dùng nó để cắt đứt sợi dây đi. Nhưng ai mà ngờ vì anh ấy dùng lực quá mạnh nên con dao này liền kêu lên xèo xèo, và nó đã trở thành một công cụ, đó chính là một cái cưa nhỏ. Sau khi cắt được cành cây thì anh ấy cũng cứu được mình. Rồi bọn họ liền trở lại chế độ vui nhộn. Người phụ nữ xé quần áo ra, sau đó định băng bó vết thương cho anh chàng. Đồng đội ở bên cạnh liền mở to mắt nhìn, nhanh chóng nói rằng bản thân anh ta cũng bị thương. Cô gái liền xé tiếp phần thân áo của mình ra. Ôi chao, anh này cũng liền cắn đứt ngón tay của mình bị thương. Cô gái lại phải xé ống tay áo xuống. May mà lần hành động này có ít người đấy nhé, nếu không cô gái sẽ vô cùng khổ sở. Sau đó họ liền di chuyển ở dưới nước, nhưng chưa đi được bao xa thì đã phát hiện tàu địch ở bên trên. Cô gái liền đánh hơi vài cái khiến bong bóng nổi lên, mùi hôi thối bốc lên mặt nước kèm theo bọt khí. Binh lính trên tàu thế là cũng ngỏm luôn tại chỗ. Cuối cùng tất cả cũng đến được căn cứ của kẻ thù. Anh chàng này tốn rất nhiều công sức mới có thể cắt được một cái lỗ trên cổng sắt. Kết quả là sau khi tháo nó xuống thì cảnh tượng này có vẻ hơi khó xử nhỉ. Đồng đội giả vờ không nhìn thấy, họ nhanh chóng cầm vũ khí và lẻn vào bên trong. Một đồng đội đang chiến đấu và cầm một bệ phóng tên lửa. Đến khi kẻ địch đi ra ngoài thì đúng là bất ngờ quá. Lúc này thì cô gái cũng đang bố trí chỗ bắn tỉa, hạ gục kẻ thù chỉ bằng một đòn duy nhất. Đột nhiên kẻ địch lại tấn bằng quả chuối. Thật lòng mà nói thì đừng có ăn làm gì. Sau đó liền lấy ra cánh tay. Làm xong chuyện còn không quên đắp chăn cho người ta nữa. Sau đó họ đến phòng giam nơi con tin bị giam giữ. Anh chàng này liền dùng cây gậy để lấy chìa khóa, nhưng không may lại chọc gậy vào mắt của lính canh. May mà người lính này ngủ khá say, anh ấy cũng chưa tỉnh dậy. Cuối cùng thì anh ấy cũng lấy được chìa khóa. Lúc này anh ấy định ném chìa khóa, sau đó ném vào bên ngoài cái lồng. Con tin vội vã ra ngoài để lấy chìa khóa, sau đó lại trở lại phòng giam và mở cửa. Rốt cuộc thì làm gì cũng phải theo quy trình. Lúc này kẻ địch liền nghe thấy tiếng động, anh chàng này liền giơ súng lên. Sau đó người lính này liền bị dính vào tường. Họ đã giải cứu một số lượng lớn con tin. Cô gái cũng kéo theo con tin chạy về phía trước. Nhưng đột nhiên anh ấy liền sử dụng súng bắn liên hoàn. Kẻ địch sợ anh ấy bắn không trúng, sau đó còn treo hồng tâm lên người. Chẳng mấy chốc thì anh ấy cũng hết đạn. Anh liền cầm theo mấy cái vỏ đạn. Sau đó vô số kẻ địch đều nằm rạp xuống. Đi cùng họ là nơi sẽ giam giữ con tin tiếp theo. Người đàn ông liền lắp mũi tên lên đó, sau đó nhắm về phía của kẻ thù. Nhưng kẻ địch đã nhanh chóng nấp đi. Tôi không tin là tôi không thể bắn trúng anh. Ngay sau đó anh ấy liền bắn một mũi tên khác ra, nhưng mũi tên này cũng không trúng ai cả. Sau đó anh ấy lại thử một mũi tên khác, nhưng đối phương vẫn né được. Lúc này anh ấy lại bắn một mũi tên khác, nhưng đằng sau lưng chẳng còn mũi tên nào cả. Lúc này kẻ địch liền quay đầu lại. Cái quái gì thế? Bắn chuẩn như vậy sao? Kẻ địch nhanh chóng lên đạn và chuẩn bị nổ súng. Anh chàng này liền cầm con gà trống làm cung tên. Anh ấy liền kéo mạnh chân của nó. Sau một lực thật mạnh thì nó bay ra ngoài. Cuối cùng cũng không quên đẻ một quả trứng gà. Lúc này bên địch không ngừng tấn công. Đồng đội đã bí mật di chuyển vị trí thùng pháo của họ. Vỏ đạn bay lên bầu trời theo phương thẳng đứng, sau đó rơi xuống phía dưới, thổi bay trực tiếp hai kẻ thù. Nam chính liền đi đến lâu đài một mình, sau đó nhanh chóng tiếp cận tên chỉ huy. Anh ấy liền cầm kiếm chém bay ngọn nến. Ai mà ngờ cây nến vẫn bình an vô sự, còn thanh kiếm thì bị gãy. Không có vũ khí, anh ấy bị đánh ngã vào bồn hoa. Đúng lúc nguy cấp,
đồng đội của nam chính đã có mặt. Kết quả là nhảy trúng vào chỗ có lửa đang cháy. Nhưng ngay sau đó anh ấy lại xuất hiện, nhưng bộ dạng trông thật ngớ ngẩn. Đồng đội bảo nam chính hãy nhanh chóng đi cứu con tin trước, còn mình sẽ đối phó với tên thủ lĩnh này. Sau đó cả hai đã cùng nhau chiến đấu. Ai mà ngờ lúc này đồng đội đã bị chó cắn. Anh ấy tức giận cầm cái thổi lửa lên, sau đó cho ngay vào miệng của tên thủ lĩnh. Tên thủ lĩnh liền tức giận, sau đó cầm ngay thanh sắt lên. Kết quả là thanh sắt bị biến dạng, khuôn mặt không hề bị làm sao cả. Cuối cùng người đàn ông cầm bình cứu hỏa lên, sau đó nhắm về phía kẻ địch. Sau một hồi cố gắng thì tên thủ lĩnh đã ngỏm hoàn toàn. Ở phía bên này, nam chính cũng tìm được đến chỗ con tin. Nhưng con tin lại là ai thế này? Con tin buộc hai sợi dây dày với nhau nên không thể trốn thoát. Nam chính liền có một ý tưởng là cõng con tin lên vai của mình. Để cảm ơn ân tình cứu mạng, con tin muốn chụp lại ảnh hai người họ. Kết quả là lúc căn góc chụp cho đẹp thì con tin liền rơi xuống vách đá. Cố gắng đi cứu con tin cả ngày trời mà lại thành ra như vậy đấy. Đây là một bộ phim hành động hài rất hấp dẫn năm 1991. Những cảnh hành động trong phim đều đem lại sự hài hước. Bộ phim đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu thấy hay thì nhớ ấn thích kênh để ủng hộ nhé. Tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bộ phim tiếp theo.